Phía trước này có chỗ để giá tiền nè cô chú anh chị. Cắt chu 35.000. Đây xoài có đại giá, hòa lộc này 60.000 ký, cắt chu 40.000, cắt chu 35.000. Này này 35 nè, còn này là 60.000 đồng ký. Và lọc luôn 40.000 đồng ký nè cô chú anh chị, tùy theo lớn nhỏ nha. Còn loại VIP bên trong là 80.000 đồng ký. Dạ quýt đường 25.000 đồng ký. Cho để giá tiền cho dễ mua cô chú anh chị. Quá xa rồi nè. Đường chặt lắm, xe cộ này chạy bên ngoài dữ lắm. Này có bơ 35.000 đồng ký. Cái loại tốt hơn là 40. Nó chia làm nhiều loại luôn cô chú anh chị. Tùy theo trái lớn trái nhỏ người ta chia người ta bán. Cái loại 25.000 đồng ký nè. Quýt canh 50.000 đồng một ký. Quá trời nhìn trái cây nhìn thấy mê mắt luôn cô chú anh chị ơi. Bán gà bán vịt. Đó là một vòng khu vực chợ Số Voi nằm ở trên đường Trang Tử, và nó một là cũng là một cái đoạn cặp bên ngoài của khu vực bến xe Chợ Lớn rồi cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị có được một năm mới gặp được nhiều may mắn, vạn sự như ý. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video lần sau nha. Bye bye.